Bạn đầu tiên thì hỏi không bạn mình cùng nghe là bài hát Một Gọi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Thank you.
giấc nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một ngày kia khăn gói đi xa, đường dòng đường quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. Hai người gặp nhau ngày xưa trong một quán, một cái quán
cái quán nước không? Để ngồi nhìn nhau nhưng mà tình cảm cũng còn rất là tràn đầy, tình yêu đang còn nghi ngút. Sau này thì khi mà gặp lại ở một nơi khác, một cái quán lạc cháy luôn rồi. Từ nghi ngút đến bốc hỏa. Đó là bài hát Quán Lạc của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo, và ông bây giờ cũng là một tu sĩ đại đức một chùa như Tân San Diego, thì chẳng qua có cơ hội là được gặp được biết đến những bài hát này từ ngày hôm nay trong Thảo Đồng Lan. Xin gửi cho quý vị nghe bài Quán Lạc của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo sau đây.
chỉ đang vẫn còn đang trôi trong cái cảm giác của bài Quán Lạ. Vì đúng là em thì biết anh lâu rồi, nhưng lần đầu mới gặp anh và hát chung với nhau. Và quý vị thấy cái giọng anh rất là ấm áp không ạ? Một tràng pháo tay cho bây giờ mình gặp nhau, mình biết nhau rồi thì mình sẽ hát. Làm chuyện khác đúng không? Chuyện khác là chuyện gì? Chuyện tiếp theo. Bây giờ mình nhắc lại cái thổi gì đấy không ạ? Nhắc lại cái thổi theo nhau. Đó, thổi theo nhau đó. Thưa quý vị, trong dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo, buổi hát của bạn thổi theo nhau. Ngày hôm nay chân hòa bạn Quốc cũng xin gửi đến cho quý vị giới thiệu đến quý vị bài hát này. Chắc là một số quý vị ở đây có thể biết, cũng có thể là chưa biết. Thì hôm nay mời quý vị nghe lại bài hát thổi theo nhau. Trước khi hát em có một câu hỏi, ngày xưa anh có theo ai bao giờ chưa? Tất nhiên là có theo rồi chứ. Theo là như thế nào? Anh làm gì ạ? Em tò mò. Em hỏi câu này làm khó lắm, không biết làm gì. Câu trả lời nằm trong bài hát quý vị ạ. Mời quý vị cùng đến với thổi theo nhau, xem anh biết làm gì ạ. Theo sông vào trong sóng, sóng hay ta bạc đâu. Người năm xưa cũng vội theo mộng ước qua bao. Người năm xưa cũng vội theo mộng ước qua bao.
Hãy đêm xuống mây mù.
tiếng đừng ngậm ngùi theo lá mây rồi đứa con trôi rồi
một đôi bạn trẻ, một đôi vợ chồng trẻ vừa mới sinh em bé, một đứa trẻ ra đời. Cái Lan bắt đầu có câu hỏi trong đầu là tại sao ta lại sinh ra, một mai ta lại chết đi? Tại sao cây cỏ ra hoa để mai khu vườn ngát hương? Và câu trả lời sẽ trong ca khúc này có tên là Thế Thôi Mình Yêu Đi. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lives.
Có thể thấy không ạ? Có một cái bài mà đại gia là suýt nữa là không hát trong chương trình, đó là bài này em có nhớ. Thì bởi vì em muốn Lan muốn xuyên tả một cái câu này mà thấy rất là hợp cảnh. Chúa đã bỏ loài người, Phượng đã bỏ loài người, Thầy ơi xin cứu một người. Các quý vị thấy là Đồng Lan không những hát hay, diễn giỏi mà lại nói chuyện vô cùng có duyên. Cảm ơn quý vị. Và hy vọng rằng là sẽ được gặp lại quý vị trong thời gian gần không xa quá. Tại vì lần đầu tiên tới Montreal là năm 2019. Wow. Tại chương trình tự họa năm của Mimosa Club, Đồng Lan đã xuất hiện lần đầu tiên tại Montreal. Xin cảm ơn Ban Tổ chức một lần nữa. Cảm ơn chị Hải Đường đã kết nối và đã cho Lan có cơ hội quay lại đây. Và mong quý vị cùng thưởng thức tiếp tục đêm nhạc và cũng như sự dễ thương của chị Lan, cũng như là sự đẹp trai của thầy. Dạ, Lan xin phép ạ. Xin gặp Đồng Lan rất nhiều, đã đem đến những giây phút thăng hoa nghệ thuật tuyệt vời cho tất cả các quý vị khán giả ngày hôm nay. Và xin chúc cho Đồng Lan luôn được mạnh khỏe để có thể bay đi mọi muôn phương và luôn thành công trong những sáng tạo nghệ thuật của mình trong tương lai. Và cũng rất mong gặp lại Đồng Lan trong một ngày gần đây nhất. Và bây giờ Lan Vũ xin được mời ca sĩ Trần Thái Hòa lên hầu chuyện các quý vị khán giả đôi phút. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Trần Thái Hòa trở lại. Chào Trần Thái Hòa. Em xin chào chị. Lan Vũ được biết là Trần Thái Hòa có duyên quay về Montreal rất là nhiều lần để hát cho những chương trình gây quỹ của các chùa tại đây. Thì Trần Thái Hòa có thể bật mí là các sê đi hát chùa thì có khác gì với cả các sê hát các chương trình văn nghệ không? Chị hỏi câu hỏi đó thì rất là dễ trả lời. Hát cho chùa thì tất nhiên là hát chùa rồi. Trần Thái Hòa cái gì sau khi Trần Thái Hòa hát xong? Dạ, có khi không có gì hết. Có khi thì là nhiều cái vật phẩm như là tượng Phật chẳng hạn. Nhiều khi em lạnh lưng bằng tượng Phật. Ừ, không, vì bởi vì có nhiều khi có những chương trình mà gây quỹ cho chùa mà ngày hôm đó Trần Thái Hòa đến mà thấy có nhiều những cái vật phẩm mà chùa đấu giá để gây quỹ không có được suôn sẻ cho lắm thì thầy cũng cấn luôn cho Trần Thái Hòa luôn. Thế thì lần này là Trần Thái Hòa về tay không rồi, bởi vì bốn vật phẩm đều đã được thỉnh hết. Dạ, nếu như vậy thì em cũng mừng cho chương trình ngày hôm nay, bởi vì phần đấu giá thành công. Và còn cái vấn đề kia thì thôi hết xui thì em cũng biết như thế nào. Kính thưa quý vị khán giả, Trần Thái Hòa vô cùng dễ thương, tức là đã đi về đây rất nhiều lần để hát cho tất cả các chùa ở vùng Montreal. Mà không những chỉ hát, lại còn đi theo các thầy để đi tìm các vật phẩm để đấu giá, rồi giúp đỡ tất cả những gì có thể giúp đỡ được. Và Trần Thái Hòa cũng nói là rất nhiều lần thật sự là đi hát xong rồi là toàn đem những chuỗi ngọc với cả tượng Phật về nhà, bây giờ để đầy trong nhà. Chắc mai mốt em mở chùa luôn, mời thầy nào về chủ trì.
bởi vì nhiều khi chúng tôi biết là cái thầy ở các chùa, nhất là chùa mà chắc là quy đó là chùa Địa Tạng, thì thầy còn trẻ và thầy cũng rất là năng nổ, nhưng mà có những lúc mà cái chương trình có nhiều cái bậc phẩm mà cũng được nha, em thỉnh về nhà luôn đến rất là nhiều luôn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho một ca sĩ vô cùng tài năng mà lại có một cái tấm lòng thật là thiện tâm. Thế Trần Thái Hòa quay trở về Montreal cũng đã nhiều lần, thì không biết là có lần nào mà Trần Thái Hòa có một cái kỷ niệm khó quên hay là một kỷ niệm nhớ đời không? Kỷ niệm nhớ đời hả chị? Thật cái này kỷ niệm thì nghe nó ghê quá vậy. Thưa quý vị, kỷ niệm thì rất là nhiều, nhưng mà Trần Thái Hòa nhớ có một lần cách đây vài năm thì Trần Thái Hòa có về chùa Địa Tạng để mà giúp cho thầy gây quỹ trong một cái chương trình mừng lễ Phật đản. Thì sau đó thì Trần Thái Hòa ngày hôm sau thì theo thầy đi xuống chùa, như là chùa Phổ Đà của thầy lâu quá thì em cũng quên rồi, ở dưới Ottawa đó, thì cái ngôi chùa rất là đẹp, và em thấy thầy chủ trì ở đó bao nhiêu những cái con vật nào mà bị người ta bỏ hoặc là bị thương hoặc là cứu được thì thầy nuôi đầy trong chùa luôn. Thì thầy Bổn Đà, em nhớ là thầy Bổn Đà, dạ vâng. Thì em lần đầu tiên là em thấy một ngôi chùa mà trong chùa thì hầu như là không có chú nào tu trong đó, mà thấy thầy và toàn là những cái con vật nuôi trong chùa. Mà cái ngôi chùa đó thì em thấy cái địa thế rất là đẹp. Thì em cái lần đó là em cũng giúp cho thầy cái chương trình gây quỹ, thì em cũng lãnh một số những cái tượng đem về nhà. Và lần đó thì Trần Thái Hòa đi về nhà là tay không hoàn toàn luôn, nhưng cái tượng không thôi. Dạ. Lần đó thì em hát cho chùa Địa Tạng ở dưới Montreal, rồi xong rồi về dưới Ottawa giúp. Thì cái lần đầu tiên của Trần Thái Hòa đi được hai ngôi chùa rất là đẹp, thưa quý vị. Thì đó là một kỷ niệm mà em nhớ đời, là bởi vì cái tháng đó là em đói luôn. Với ban tổ chức Vọng Tâm Melody và cũng nói rằng là thật sự là nể lắm Minh ạ, là bởi vì á, chương trình này Trần Thái Hòa phải hát tới 7 bài mới. Thưa chị, thưa quý vị, là lần này là cái lần mà Trần Thái Hòa đi hát mà cực khổ nhất luôn, là bởi vì nói thật quý vị là từ Trần Thái Hòa đến đây là khuya ngày thứ 5, từ ngày thứ 6 cho đến bây giờ Trần Thái Hòa chưa có ngủ được chút nào, là bởi vì là cái ngày đầu tiên Hòa tới đây á, thì ban tổ chức xếp cho Trần Thái Hòa và Đồng Lan ở một cái Airbnb, một cái căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng tắm. Và khi mà Trần Thái Hòa đến á, thì Đồng Lan đã ngủ rồi. Thì Trần Thái Hòa và hai anh chị Hải Đường và anh gì với bạn của chị ấy, thì đưa Trần Thái Hòa ghé một cái tiệm ăn, mua một cái đồ ăn xong về rồi ấy ngồi ăn uống này một chút rồi hai anh chị về. Thì Trần Thái Hòa ngồi đó ăn uống xong rồi định đi tắm mình nghỉ ngơi một chút, thì hai cái cánh cửa kia đều đóng kín hết, mà không biết cái cánh cửa nào là cánh cửa phòng bathroom, mà không có dám mở là bởi vì sợ mở lộn vào cái cửa của Đồng Lan. Đồng Lan đang ngủ thì không biết là cô ấy la làng lên thì chết em luôn. Thế là Trần Thái Hòa đi xuống dưới hỏi thêm coi xem còn một cái phòng nào trống không để mà lấy để mà nghỉ ngơi, thì ở dưới đó thì nó sâu bao hết rồi. Cho nên là Trần Thái Hòa lang thang cái khu vực dưới mô ra dưới downtown đó đi tìm. Tới 4-5 giờ sáng cũng không tìm được một cái phòng nào còn trống, một cái khách sạn nào hết. Thì lại đi ngược lên một lần nữa. Thì lúc đó mới thấy Đồng Lan thức và đang ngồi tập nhạc. Lúc đó mới có 5 giờ sáng. Lúc đó thì Đồng Lan mới nói, em là Đồng Lan nha, Trần Thái Hòa ơi. Nãy giờ thì em dậy lâu rồi mà em thấy cái phòng anh thì mở, mà cái phòng restroom thì cửa đóng, cho nên là em không có dám vào, không biết là cứ ngồi chờ mãi thôi, mà chờ lâu quá không biết anh có gì không, anh có ok không. Em mới tới em gọi cửa nhẹ nhẹ, nói anh ơi anh có ok trong đó không, mà không thấy anh trả lời thì em càng lo hơn. Để em ngồi em chờ tới bây giờ anh đi vào thì em mới biết là cái phòng đó không có ai trong đó hết. Rồi sau rồi tới 8 giờ 7 sáng thì lúc đó Trần Thái Hòa mới đi xuống dưới và tìm được một căn phòng khác để mà nghỉ ngơi. Thưa quý vị, thì nghỉ được khoảng 45 phút thì phải lên nhà của ơn cô Diêm để đi tập nhạc. Tập nhạc tới chiều cũng nghỉ được khoảng chừng nửa tiếng. Thì cùng với Đồng Lan lại lên trên cái chỗ tập ngày hôm qua, tập cho tới 11 giờ đêm mới xong.
đêm hôm qua thì có như Lộc Lan và Thủy Thoa cứ thức suốt đêm học bài mới, tại vì tới 7-8 bài hát lần đầu tiên hát một chương trình phải học tới 7-8 bài mới, cho nên là không có ngủ được chút nào hết. Rồi tới bây giờ thì buổi trưa mình lên đây sớm gọi đi tập thêm một chút nữa, đến chiều chiều rồi bắt đầu về tắm được nghỉ ngơi, thì đây là lần đầu tiên và chẳng có hát một chương trình hát 7-8 bài hát mới mà chưa bao giờ ngủ trong mấy ngày rồi. Trần Thái Hòa đến mấy ngày không ngủ mà hôm nay vẫn hát rất hay và rất đẹp trai, phải không quý vị? Bây giờ... em nói thật với chị, bây giờ bài kế tiếp em không biết em hát bài gì không? Không sao, mình có chương trình. Bây giờ mời Trần Thái Hòa tiếp tục chương trình văn nghệ nhé. Cảm ơn. Hát tiếp là bài gì chị biết không? Chị nhắc tụi em, chúng em cũng quên, em không biết là hát bài gì kế tiếp đây. Để chị Hải Đường. Chị mà biết là chết liền. Thôi bây giờ thì trong lúc chờ đợi, dạ vâng em cảm ơn chị. Let's do something different while we wait. Okay.
thì bây giờ chúng ta lại quay lại cái dòng nhạc mang tính thiền của ca sĩ Hoàng Quốc Bảo. Sau đây chúng ta mời quý vị nghe bài Tình Mặt Nét Ai Cười của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo với thủ âm của ban nhạc sau đây thật biết. Em mà đứng đây em đọc cái này là em buồn luôn. Chắc không sao, cái không còn đọc bài. Học ba buổi nhạc chắc thuộc rồi. Xin làm con đò chờ nhân gian qua bờ bến trăm năm thân châu mịt mù, làm sông dài trời mênh mang nhớ không có người vốn không có người ta nhớ. Xin làm mây trời một phương xa bay, mộng lớn mang theo ngày hồ như vui. Từ hôm nào vui theo nhau tới, không trốn về, vắng tênh trốn về, vui ở với ta thôi. Thank you.
cái challenge rất là lớn, bởi vì cái bài hát này thì quý vị thấy cái lời rất là abstract và có nhiều những hình ảnh rất là đẹp. Và chúng ta phải học cái bài này và học luôn cả cái hòa âm trong vòng 1 ngày. Bây giờ đầu già cả rồi cho nên là đầu óc cũng cũng không có được mình bận lắm, đã cảm ơn em. Bây giờ không biết là bài kế tiếp là bài You Know What Song Is Next. Thưa quý vị, theo lời yêu cầu của chị Hải Đường, Trần Thu Hà phải học lại cái bài hát Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, rồi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay một bài hát của một nhạc sĩ cũng ở Montreal, đó là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Thì bây giờ xin quý vị nghe Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè sau đây. Nghiêng nghiêng vẫn nhớ
chưa hứa em mong chiều xưa. Thank you so much for we did it, huh? Okay, so let's do the last song of the night. Xin mời Đồng Lan, thưa quý vị, một lần nữa tiếng hát của Đồng Lan cùng với Trần Thế Hoàng sẽ gửi đến quý vị một bài hát của đôi song ca Lê Uyên và Phương, thưa quý vị. Đó là bài Một Ngày Vui Mùa Đông, thưa quý vị. Quay đi quay lại để em phải có cớ thay đồ. Quý vị thấy áo dài một trang có tay thật lớn trong chiếc áo dài rất là đẹp. Áo dài Việt Nam nhiều tự hào ạ. Ca khúc này cũng lần đầu làm chuyện ấy đúng không? Lần đầu làm chuyện ấy một cách mò mẫm không ạ? Bởi vì mình chưa bao giờ hát chung một ngày nữa. Một ngày rất vui. Một ngày vui mùa đông. Một ngày vui mùa đông. Anh vớt em nhé. Đứng đây cho gần thầy. Không sợ đấy, không sợ. Quý vị lúc nãy có nghe Đồng Lan kêu cứu không ạ? À? Thầy ơi xin cứu một người. Phải cái bài hát của em không? Em không biết. Chứ nó bỏ lại người và nó bỏ lại người đúng không? Hôm qua Trần Thế Hoàng nghe Đồng Lan hát mà Đồng Lan cứ nói là thầy ơi xin cứu một người. Biết là vì bài vở nhiều quá hay là vì sao? Em cũng không biết đó, cái này phải hỏi kiếp sau. Ok, kiếp này thì không cứu được rồi. Chót thương tay áo vai.
Yeah? Oh yeah. Ngài đại sư tối hôm nay rất là vui và rất là cảm ơn các hai anh chị ca sĩ cũng như là các nhạc sĩ ở đây và nhất là sự kiên nhẫn cũng như là sự vui vẻ của mọi người tham dự cho đến giờ phút này. Ngài thật sự rất là cảm ơn. Và có một điều Ngài muốn chia sẻ với chúng ta rằng là tối hôm nay Ngài nghe thì nghe ngôn ngữ, nghe cũng nghe âm thanh, nhưng mà thật sự thầy không nghe ngôn ngữ, không nghe âm thanh mà nghe tấm lòng của mọi người. Và nhất là cái sự thương yêu cũng như là tử tế của mọi người ở nơi đây, thầy rất là cảm động và một lần nữa cảm ơn. Để ngủ ngon trong giấc mơ màu hồng. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. J'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie.
nhiều về của anh yêu. Từ biệt người yêu, muốn nói thật nhiều, muốn khóc một chiều, sao cứ ngại ngùng. Lệ bỗng dưng dưng, tình nỡ xoay lưng trong chiều hấp hối. Ôm ấp đêm đêm, giấc ngủ mồ côi. Rồi từng ngày qua, người về miền xa có nhớ thương ta. Đắm đuối mù loà hay đã nhạt nhòa. Ngày yêu giờ khắp xa nhau nghe lòng vào tôi. Thiết tha trong chiều. Trong hôn mê khi cuộc tình từ giã, tại mình còn yêu, tại mình còn thương, đôi mắt là thương, say đắm thẹn thùng e ấp ngại ngùng. Ngày ấy yêu nhau, giờ khắp xa nhau nghe. Giờ khắp xa nhau nghe.